Hôm nay ở tiệm có tiệc Christmas cho nên mọi người đang chuẩn bị. À, thấy không? Mọi người đang chuẩn bị để nhập tiệc. Đây là ở tiệm nail. Đó, có chị đó, chị đang làm nước mắm á, chị đang làm gì vậy chị? Đây là chị Tiết, chị Bạch. Ơi, đồ ăn có trời luôn này các bạn ơi. Này cua rang me, xôi gấc, bánh mì chả tôm, cơm gà, sushi. Đây tôm rang muối và cái gì tôm có lại không ngon hả? Tôm rang chiên giòn. À, sushi. Hôm nay có người bắt đầy nữa các bạn. Người mẫu nè. Trời, chịu nổi không? Đây là chị. Đây là chị Lisa. Chị là người tiếu nhất trong tiệm á, dễ lâm lắm, rất là dễ thương. Luôn luôn làm cho mọi người cười. Cái bánh kem sao giống như là baby girl vậy? Hôm nay có người sinh nhật, có người birthday. Tha hồ đồ ăn để ăn hôm nay luôn các bạn. Có một người đang làm mẫu nè. Nini. Hello. Rồi mấy người bắt đầu nhập tiệc. Bắt đầu ăn tiệc từ từ. Làm em ngại em khó ăn quá à. Làm em ngại quá, nãy giờ em ăn không ngừng luôn á. Hả. Đây là cái dàn karaoke mới của bà Di nè. Kiệt quá. Christmas nó không phải Christmas, birthday chứ. Birthday present. Dường đang set up. Đợi chút xíu nữa mới hát được. Ăn tiệc đứng giống như là ăn búp bê vậy các bạn. Mỗi người ngồi mỗi góc. Bây giờ là chương trình karaoke. Mình ở đây có cái thùng kẹo kéo này các bạn. Đây là cái thùng kẹo kéo này các bạn. Feliz Navidad, con Pedro Rano y Feliz Navidad.
Đến lúc phải thổi bánh kem rồi. Lúc đi làm thì làm, mà lúc mà có tiệc hay là lúc mà chơi thì rất là vui, rất là hòa đồng. Làm cũng hết mình, mà lúc chơi cũng